hỏi gì đó. Cái gì? Đồng hồ hả? Dây này của Trung Quốc 98 tệ. Có pin luôn, đang chạy luôn. Lát chỉnh lại, lát chỉnh giờ lại. Ôi đừng mở pin ra làm gì? Pin ta tặng á, đừng mở ra nữa. Pin họ tặng á, có đây rồi, có đây cục rồi. Để khi nào hết rồi thay. Vậy đẹp đi, đưa tay ba coi nè. Ngồi qua bên kia, ngồi qua bên kia. Ngồi qua bên kia đưa ba tay, để mấy bà coi nè. Nhanh lên đưa tay ba coi. Tay trái á. Tay trái kia, tay kia. Để ta tay này hả? Nước lá. Đúng rồi đó. Thì có ở đây hả? Đây là có hai. Ồ, đẹp vậy ta. Vừa luôn. Thôi đưa mấy bà coi kìa. Đưa tay mấy bà coi, ngồi xuống. Ngồi xuống đưa mấy bà coi, đưa tay coi. Trời ơi, gọi điện được á. Làm gì có gọi điện được, đưa tay ba coi nè. Trời đúng đẹp luôn. Đó, đưa từ từ đưa tay mấy bàn coi nè nè. Đừng có bấm tầm bầy, lạc bá chị cho trình dơ. Có đẹp không? Nó có đèn nè. Đó, nó có đèn nè, chụp không? Đó. Đó. Đừng có bấm tầm bầy nữa. Đó tăng cục pin đâu rồi. Đó, đây là cái thương hiệu nó kìa, Sportwatt Trung Quốc nha. Pin đâu rồi, tăng hoặc là cục pin đâu rồi. Cục pin đây nè, có tăng thêm cục pin đỉnh cam này, hết nó bỏ vào.
À, sang không? Cái gì đây? Rồi. Lấy đồng hồ chơi ra. Mang mang tay kia ba coi nè, đôi tay này ba coi. Mang tay trái ba coi. Đôi tay lại lại mấy bàn coi. À, đưa mấy bạn coi nè, bye bye nè. Mấy bạn coi lại lưng này nè. Đẹp không? Oh, cái này hơi rộng xíu. Dao này chơi, dao này nguy hiểm. Không có chơi đâu. Bye bye nha. Rồi, bye bye các bạn nha. Chào các bạn nè. Chào các bạn. Ngồi xuống, đàng hoàng. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại video sau nha. Đồng hồ đẹp quá.